Mời các bạn xem máy bay hạ cánh tại sân bay Đầm Trầu nhá. Sân bay Quả Ống hạ bay qua bãi biển Đầm Trầu của Côn Đảo. Đây là sân bay Quả Ống ấy. Đây, đây. Còn đây là toàn cảnh bãi biển Đầm Trầu. Rất hoang sơ. Nước rất trong xanh. Được tạp chí Mỹ đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới nha các bạn nha. Đội hơi nhỏ thế thôi. Ai có dịp ra Côn Đảo thì lên đến bãi biển Đầm Trầu. Rất trong xanh, rất thơ mộng, rất hoang sơ. Bãi cát rất đẹp, rất thoải. Nước rất trong, xanh. Đây, máy bay chuẩn bị cất cánh ạ. Nhìn thấy cái đuôi thôi ạ. Đây là thuyền thúng đi biển các bạn nhé.
không? Nó kiếm một hồi mà không bắt được con cá nào. Không bắt được con cá này. Nó không phải là chuyên gì chống săn cho nó không kịp nữa rồi, chống mất á thì nó lại hơn.